Sản xuất tại Ấn Độ, iPhone sẽ hạ giá, giới thạo tin cho biết, Foxconn đã bắt đầu sản xuất iPhone XR ở Ấn Độ. Thêm vào đó, iPhone 11 cũng sắp được cho sản xuất tại quốc gia này. Phương án này của Apple có thể sẽ giúp giảm giá iPhone, nhưng hiện tại táo khuyết vẫn chưa có động thái nào cho việc giảm giá thiết bị của mình. Hồi tháng 4 vừa qua, thông tin từ các báo cáo cho biết, Foxconn sẽ thử nghiệm sản xuất iPhone ở Ấn Độ trong một vài tuần. Ở thời điểm đó, Foxconn không xác nhận những mẫu iPhone nào được đưa vào sản xuất. Sau đó Tin tức do gì cho biết, Foxconn sẽ sản xuất iPhone XR và iPhone XS ở Ấn Độ và xuất xưởng vào tháng 8, nhưng các nguồn tin thận cận cho biết, kế hoạch của Foxconn bị trì hoãn do phải đợi phía chính phủ Ấn Độ phê duyệt. Hôm nay, các phương tiện truyền thông Ấn Độ cho biết, dây chuyền sản xuất của Foxconn đã bắt đầu đi vào hoạt động, iPhone XR được sản xuất tại đây trước, kế đến sẽ là phone 11. Tuy nhiên, chưa có nguồn tin nào xác nhận iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max có được sản xuất tại Ấn Độ hay không. Trước đó các nguồn tin cho biết, các iPhone được sản xuất tại Ấn Độ sẽ không chỉ bán ra tại thị trường trong nước mà còn xuất sang các thị trường khác. Ấn Độ hỗ trợ việc sử dụng các thành phần có nguồn gốc địa phương trong thiết bị, vì vậy, Apple có thể tiết kiệm đến 10% chi phí sản xuất iPhone XR. Tuy vậy, táo khuyết vẫn chưa có động thái nào cho thấy sẽ giảm giá bán iPhone.